Quan Âm Nguyệt Liên hé lộ điều chưa ai biết. Nhắc đến Phật giáo, hình ảnh Bồ Tát Quan Âm luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con Phật. Một trong những hóa thân được biết đến nhiều nhất của Bồ Tát Quan Âm chính là Quan Âm Nguyệt Liên, biểu tượng cho lòng từ bi vô lượng và cứu độ chúng sinh. Quan Âm Nguyệt Liên là một trong 33 hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Ngài tùy duyên mà hóa hiện để cứu độ chúng sinh. Theo nhiều Phật tích, Quan Âm Nguyệt Liên là hóa thân của Long Nữ, con gái Long Vương. Sau khi tu hành đắc đạo, Long Nữ trở thành Bồ Tát, thường hiển linh trên biển để cứu giúp người gặp nạn. Quan Âm Nguyệt Liên thường được miêu tả ngồi trên tòa sen, tay của Ngài đang cầm nhành sen trắng, tượng trưng cho sự thanh cao. Ánh trăng tỏa sáng sau lưng Ngài, biểu trưng cho trí tuệ sáng suốt và sự thanh tịnh trong tâm hồn. Quan Âm Nguyệt Liên là một hình tượng thật thiêng liêng gần gũi với đời sống tâm linh của người Việt. Niềm tin vào Ngài khơi dậy trong mỗi người con Phật những giá trị đạo đức cao đẹp, nuôi dưỡng những phẩm chất tốt và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trên hành trình vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Bửu Liên mong rằng với những chia sẻ này, quý bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu sắc của Quan Âm Nguyệt Liên. Bửu Liên, di sản không gian Phật giáo.